Khi Nga tăng cường phóng tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine trong tháng này, một phi công của không quân Ukraine đã đuổi theo và cố gắng bắn hạ hai tên lửa, nhưng ông đã không làm được do đang ở quá gần một thị trấn. Các mục tiêu sau đó đã bị lực lượng phòng không mặt đất của Ukraine bắn hạ, như hàng trăm tên lửa Nga khác đã bị bắn hạ kể từ tháng 10. Đây là nỗ lực để bảo vệ lưới điện của Ukraine trước sức tàn phá của chiến dịch không kích của Nga. Các đơn vị phòng không được triển khai ở những vị trí cần thiết nhất, còn các chiến đấu cơ sẽ bảo vệ những vùng trời còn lại. Và đó là yêu cầu quá khó đối với chiếc MiG-29 có tuổi đời hàng chục năm mà phi công có mật danh Jules đang lái. Trên thực tế, các radar 40 năm tuổi của chúng tôi thậm chí còn không được thiết kế để chống lại các mối đe dọa trên không như vậy. Kể từ ngày 10 tháng 10, Nga đã tiến hành 9 cuộc tập kích đường không quy mô lớn, thường bao gồm hơn 70 tên lửa được phóng cùng lúc. Tỷ lệ bắn hạ tên lửa của Ukraine dao động từ khoảng 50 đến 85% theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của Ukraine. Tuy nhiên, các tên lửa Nga lọt qua được hàng rào phòng không đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Nếu phòng không thất bại, hậu quả sẽ gây tác động trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu người khi phải sống trong cảnh không có điện, nước sinh hoạt và nhiệt sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá. Nga cho rằng lưới điện là mục tiêu quân sự chính đáng trong chiến dịch đặc biệt. Theo phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yuri Inyap, chính các đơn vị phòng không trên mặt đất của Ukraine đã bắn hạ phần lớn tên lửa và máy bay không người lái, chứ không phải máy bay chiến đấu cũ kỹ. Cả tên lửa và máy bay không người lái đều bay dọc theo dòng sông ở độ cao thấp nhất có thể và biến mất khỏi màn hình radar. Nếu chúng bay đủ thấp, chúng sẽ biến mất và chúng tôi sẽ không thể theo dõi trong một lúc. Sau đó, chúng lại lao lên cao. Đó quả là trò chơi mèo vờn chuột. Giám đốc tình báo quân sự Ukraine ước tính rằng Nga có thể chỉ còn đủ vũ khí chính xác cao cho một vài cuộc không kích lớn nữa. Tuy nhiên, giới chức Ukraine cũng thừa nhận rằng kho vũ khí của họ cũng đang cạn kiệt khi cuộc xung đột kéo dài đến 10 tháng. Hôm 21 tháng 12, Mỹ đã công bố gói hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 1,85 tỷ đô cho Ukraine, bao gồm cả hệ thống phòng không Patriot. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.